không một chút tì vết, em bảo đảm luôn là không một chút tì vết luôn, em nuôi hoàn toàn bằng nước máy, một ngày thay nước một lần, không có bất kỳ một cái con gì mà nó làm chày xước hay là ăn mòn cái con ốc cả. Đây. Có cái con này sao nó màu. Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Phúc Đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin tiếp tục gửi đến bà con về tập 5 trong cái chuỗi video về kỹ thuật nuôi bút thương phẩm. Ở tập 5 này em sẽ giới thiệu đến bà con về cái kỹ thuật chăm sóc ốc bô trong cái môi trường nhân tạo. Thì nói về cái bể mà nuôi trong cái môi trường nhân tạo á, chúng ta sẽ nghĩ đến là các cái bể rồi là nuôi trong bể xi măng nè, bể lót bạc. Thì nuôi trong môi trường nhân tạo là chúng ta không có ao, thì chúng ta không có diện tích ao thì chúng ta mới bắt buộc phải chúng ta phải nuôi trong cái môi trường nhân tạo, chúng ta tự tạo cái ao để chúng ta nuôi. Thì như bà con thấy đây là cái những số ốc mà bên em đã thả để nuôi trong cái hồ kiến này, trong đây tầm 200 con thôi. Nói chung là em đã thả được nuôi đây được 4 tuần thì con em thả cái ốc giống là 1 tuần tuổi á, thả vào đây. Thì như bà con xem ở cái clip đầu đó là em đã đó là em tiến hành thả vô đây. Thì đây là em nuôi đúng 4 tuần rồi, từ khi xuống giống là 4 tuần. Như bà con thấy có nhỏ có. Thì nhiều bà con là gọi em là có hỏi là chúng ta nuôi ốc xem cái cách mà nuôi em làm cái bể lót bạc á. Thì không phải là em khuyên bà con nuôi trong các cái lò bể nhân tạo đó. Em thì em nuôi dạng quy mô lớn nên em nuôi với cái bể nuôi ở các cái bể rất là lớn, bể mấy ngàn mét vuông lận. Còn nuôi ở môi trường bể nhân tạo thì chỉ cho những bà con nào mà không có ao thôi. Thì cách chăm sóc và quản lý á, như em thả vô đây là không phải là em thả vô đây để em làm cái clip để chia sẻ với bà con thôi, là mục đích là để trong cái bể kiến này nó dễ quay hơn. Thì em cũng quan sát là trong cái quá trình nuôi tầm 1 tháng qua thì em sẽ chia sẻ với bà con về các cái cách mà em chăm sóc. Nhiều bà con lấy giống về thì nuôi cũng có người thành công, có người thất bại, chung là không có gì mà phức tạp cả. Nếu mà nuôi trong cái bể nhân tạo này á, quan trọng nhất là cái nguồn nước. Thì nhiều bà con là sử dụng cái nguồn nước máy, nguồn nước giếng. Thì bà con nên
đo cái pH, pH của nước á. pH của nước thì nó quan trọng. Ở đây là em sử dụng hoàn toàn bằng cái nước máy. Cái nước máy thì em sử dụng là nuôi thì con ốc nó rất là đẹp. Nói chung là giò nó chắc, nó khỏe, nó bóng lắm. Còn bà con mà nuôi con cái nước máy này thì bà con cần chú ý là kiểm tra xem coi nó có cái mùi thuốc tẩy không. Có nghĩa là những cái cây nước á, người ta sẽ sử dụng cái cà lo để khử cái mùi hôi của nước. Thì cái nước đó nó sẽ có cái mùi thuốc tẩy. Cái mùi thuốc tẩy thì chúng ta sẽ không có nuôi được. Nếu mà những cây nước nào mà sử dụng cà lo để khử thì chúng ta cần phải đưa vào cái bồn. Chúng ta chứa từ 3 đến 4 ngày. Hoặc là chúng ta phơi nắng thì nó cà lo nó bay đi, chúng ta sẽ tiến hành nuôi được. Không riêng gì con ốc, tất cả các loại thủy sản đều vậy. Thì cái thứ hai nữa là nước giếng. Nước giếng thì bà con nên chú ý là chúng ta cũng kiểm tra cái độ pH. Nước ốc thì quan trọng là cái độ pH thôi. Cái độ pH thì nó nằm tầm khoảng từ 6.5 đến 8 là con ốc sống được. Thì nó phát triển tốt nhất là nằm ở pH nằm ở tầm 7.1 đến 7.5. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đo pH ở cái bể kiến này cho bà con xem nha. Thì đây là cái bút đo pH. Cái bút này là những cái khách hàng nào mà nuôi ở cái nguồn nước giếng hoặc là nguồn nước máy thì em luôn yêu cầu là mua cái bút này. Cái bút này thì trên mạng thôi, bà con tìm trên mạng, trên Shopee hoặc là Lazada đều có bán cái bút này, chỉ 150.000 đổ lại thôi. Cái bút này dạng nói chung là dạng vừa túi tiền để dùng thôi chứ không phải là dạng tốt. Tốt thì nó lên tới mấy trăm ngàn. Nói chung là bà con mua cái bút này là xài được rồi. Thì nó cũng đơn giản thôi. Đây là cái ca nước nè. Ca nước này em múc từ dưới cái hồ này lên. Đấy. Chúng ta chỉ cần bật nó lên. Có nút on off ở trên này. Chúng ta bật nó lên. Nó lên số nào còn thấy không? Chúng ta chỉ cần cắm vào thôi, cắm vào cứ để đây. Cắm vào cứ để đấy thì nó sẽ bắt đầu, cái số nó bắt đầu nhảy. Số nó bắt đầu dao động, bà con thấy không? Thì bà con cứ để yên nó. Yên nó tầm 1 phút thì cái số nó ổn định thì chúng ta sẽ biết được cái độ pH của cái nước, cái nguồn nước mà chúng ta tiến hành nuôi. Thì nó cứ nhảy hoài thì bà con cứ để yên đi. Khi nào mà nó không nhảy nữa là chúng ta sẽ biết được là cái độ pH của cái nguồn nước đó. Thì nói chung cây bút này á, là nó tầm 150.000 thôi, đổ lại thôi thì cái độ chính xác của nó là tầm 80-90%. Thì như thế thì chúng ta sẽ biết được cái độ pH mà chúng ta nuôi rồi. Còn nếu mà bà con có điều kiện thì mua cây bút có thể lên tới 500-600 và lên tới 1 triệu. Thì nó sẽ chính xác, nó sẽ cao hơn. Và cái bút này, boy pH này là cái bút đo cái pH của nguồn nước nha bà con. Có nhiều bà con sử dụng cái bút đo pH của cái đất á, là không có đo được đâu. Thì đây là pH đo nguồn nước. Thì bà con thấy là cái số nó ổn định, nó nằm ở mức là 6.9. Nhà pH này là 6.9 nha bà con. Ở đây nó nhảy nữa rồi đó. Chung là 6.8 á. 8 cho lên thôi. Thì như thế là chúng ta nuôi được. Nó nằm ở mức 6.5 cho tới 8 là chúng ta sẽ tiến hành nuôi được. Còn nếu mà pH mà nó nằm dưới á, thì chúng ta hoặc là cao hơn thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý. Thì cách xử lý thì đơn giản. Nếu mà chúng ta sẽ sử dụng cái ghế lục bình thôi. Ghế lục bình ổn định pH rất là tốt cho bà con. Còn đây em sẽ quay sâu vào cái bể cho bà con xem. Ở đây là em sử dụng hoàn toàn là nuôi bằng cái lá bèo. Cái lá bèo, bèo này là bèo hoa dâu nha bà con. Bèo này bèo hoa dâu. Nuôi hoàn toàn bằng bèo hoa dâu.
thì như bà con đấy thấy đây là cái em cho ăn, nói chung là em sẽ cho ăn hoàn toàn bằng cái bè qua dâu này. Thì ở đây em cắt các loại lá, mà lá già mà nó vàng thế này nè, là con ốc nó sẽ đeo nó ăn. Và một ngày thì em sẽ tiến hành thay nước 50%, và chúng ta sẽ thay hút đi nước đi và xả rất là nhẹ, chúng ta nhẹ thôi. Chúng ta khi mà chúng ta cho nước vào, chúng ta cũng cho vào một cách từ từ, chúng ta không có xả mà làm cho cái cặn của cái phân con ốc á nó nổi lên. Thì ở đây con ốc nó ăn thì nó đóng phân ở dưới một lớp này, em cho bà con xem nè. Đấy, bà con thấy không, một lớp phân luôn, một lớp phân nó màu xanh luôn đó, nói chung là nó màu xanh luôn. Thì em cứ để vậy thôi, chúng ta không có sóc của nó thì nó sẽ lắng xuống hoài, nó lắng và nó tạo thành một cái lớp phân dưới này. Thì có nhiều bà con, nhiều con hỏi là khi mà phân ta để dưới thì nó có vấn đề gì không. Thì ở đây em nói chung là em không có động, không có bới nó lên cho nó nằm ở dưới. Nhưng mà cái nguồn nước thì chúng ta phải thay, nếu mà gọi là tốt nhất là cứ một ngày chúng ta thay 50%. Còn ở đây thì em một ngày, còn có thể lâu hơn là 2 ngày em sẽ rút ra 50% cho cái bể này. Em một khúc này đây, 50%. Và chúng ta cho vào, em cho một cách từ từ, nếu mà cho mạnh quá thì cái phân của nó sẽ nổi lên, sẽ là làm nước nó đục đi. Thì cách mà chăm sóc một cái bể gốc trong bể nhân tạo á, là không có gì phức tạp. Ở đây là em nuôi trong mát luôn, trong mát ở đây là mát hoàn toàn, không có ánh nắng chiếu vào, nuôi trong mát. Em nuôi đây 4 tầng thì đây nó ốc nó lên được 5 tầng nè, nó nằm trong khoảng 3.000 đến 3.500 con 1 ký. Như bà con thấy, để em bắt cho bà con xem. Thì ở đây là nó không có nhiều, nói chung là có, em lấy có 200 con thôi, để nuôi, để quay clip cho bà con xem. Nuôi từ lúc 1 tuần tuổi cho tới bây giờ. Thì như bà con thấy, đây là bằng đầu đũa, lớn hơn đầu đũa luôn. Đây thì nó không có lớn đều nhau, nó không có lớn đều nhau, nó rất là nhiều các kích thước. Có con này tí ẻn luôn đây này. Thì nhưng nó sẽ có một số con nó đạt được kích thước là cỡ này là 3.000. Đây nó muốn bằng cái ngón út luôn này, ngón út của em là thấy không? Con thấy là nó muốn bằng ngón út rồi đấy. Thì nó sẽ vô được gọi là 3.000 con một ký. Đây cỡ này là 3.000 con một ký nè. Này là 10.000. Tầm vô đây thì tầm được 5.000 rồi. Bằng hạt bắp thì nó vô được 5.000, 6.000. Còn nhỏ hơn thì tầm 10.000 đến 12.000 con một ký. Thì em có báo giá đầy đủ cho con, nếu mà bà con nào cần thì em sẽ kết bạn Zalo, em gửi cái bản báo giá đầy đủ rồi các cái mẫu giống của bên em cung cấp. Đấy, bà con thấy con ốc nó nuôi ở nước máy, hoàn toàn bằng nước máy nha bà con. Con ốc nó rất là đẹp, bóng. Ở đây hoàn toàn là em cho ăn bằng cái lá bèo này, cái lá bèo em cắt ra, em cắt những cái lá mà già đó em để. Còn những cái cây bèo thì nó sẽ bám vô thôi. Hoàn toàn bằng lá bèo. Còn đây lá bèo già. Đeo cho nó ăn thôi. Thì nói chung là em thấy là cái cách chăm sóc thì nó không có gì phức tạp cả, chủ yếu là cái nguồn nước. Thì chúng ta chỉ một ngày chúng ta thay 50% nước, chúng ta không làm động nước thầy, chúng ta thay nhẹ thôi, cho vào một cách nhỏ từ từ sẽ không có đàm động ốc. Thì ở cái, nếu mà con nuôi trong cái bể trên cạn, ở cái hồ này bà con nên thả thêm là cá sặc đồng, sặc răng hoặc là các cá bảy màu để nó ăn các con lăng quăng. Thì ở đây em cũng có bị lăng quăng đây, lăng quăng nó nhoi nhoi nè.
thì nó quăng, nó tạo mũi thì nó cắn mình. Mình mà còn nên thả các loại đó. Đây em nuôi, đây là đúng 4 tuần. Thì về cái tỷ lệ hao hụt là nó có một số con, nó một số giỏ nằm ở dưới thì nó nằm trong khoảng 10%, không tới 10%, chung là không có bao nhiêu cả. Nó bỏ đi nè. Vì cách chăm sóc và quản lý trong cái quản chăm sóc thì nó ở cái bể nhân tạo thì nó phức tạp ở cái khâu chăm sóc thôi, đó là cái nguồn nước. Thì nhiều bà con lấy về thì nuôi là nó chín một cái là bà con thúc ăn nhiều quá, nó ăn bà con thấy để ba cái loại trái cây xuống là nó ăn để bao nhiêu nó ăn hết bao nhiêu, nhiều khi để dư quá thì nước lại hôi đi. Khi mà con ốc cái nguồn nước mà nó sống không được á là nó sẽ bắt đầu bò đi, nó sẽ tiến hành là bò lên khỏi mặt nước luôn, sẽ bò lên khỏi mặt nước luôn nha bà con. Bò lên phía trên này nè, sẽ bò lên phía trên này thì chúng ta sẽ biết được là nguồn nước có sống không được. Chúng ta sẽ bắt đầu thay nước. Chúng ta thay nước thôi, thì chúng ta thay 50% hoặc 80% thôi, chúng ta phải chừa lại một ít. Như là nếu mà là con ốc mà bữa hổm em để khoảng tầm 4 ngày á, 4 ngày thì nó sẽ bò lên các cái thành này hết. Nó sẽ bò lên những cái thành này nè. Bò lên rất là nhiều. Coi như là nước nó sống không được đó. Là nó sẽ bò lên thì em sẽ tiến hành thay đi còn có một ít như này thôi, là khoảng 80% nước là nó ok, nó không bò nữa. Bây giờ bà con thấy là một gâu của nó nè. Thì có một cách để nhận biết được con đực con cái nữa, đó là chúng ta nhận biết cái gâu của con ốc. Nó có một cái gâu ngắn gâu dài đấy. Thì hôm trước em có tham khảo nhưng mà em cũng quên là hai con gâu bằng nhau là con đực hay con cái gì đấy. Nó sẽ có một con gâu ngắn, gâu hai bên gâu là có một bên ngắn bên dài. Rồi thấy nó bò không? Nói chung là nuôi trong cái hồ kiến này là chúng ta dễ quan sát lắm. Thấy nó chiều thì nó nổi lên nó ăn rất là nhiều. Nó ăn xong mà chúng ta tối chúng ta thấy được luôn cái phần nó ăn, nó vừa ăn mà phân nó rớt xuống luôn. Nó rất là hay. Thì cái phần chăm sóc đó là tóm lại là cái phần khâu nguồn nước với lại cái thức ăn. Để em coi con xem ở dưới nè, phía dưới nè. Con thấy con ốc nó bám vào phía dưới không? Phía dưới bèo. Đấy. Phía dưới bèo có rất là nhiều ốc nó bám vô nè. Đấy bà con thấy không? Thì con ốc thì nó là loài đu bám, thì đặc tính của nó là cần phải có cái gì nó để bám vô. Nếu bà con nuôi ốc thì cần phải có bèo thôi cho nó bám vô. Phải nó bám dưới cái lá bèo rất là nhiều. Tối thì chúng ta quan sát là nó ăn là nó là cái phần nó nhỏ nhỏ nó rớt xuống luôn. Thì, ở đây có một số con khá là lớn nha bà con. Đấy, nhưng những cái con này nè, con này là nó sẽ đạt được kích thước là 2.000 con một ký. Đấy. Một số con nó ăn, nó gọi là cái tăng trọng, cái khả năng của nó rất là lớn. Con thấy không, nó rớt xuống nhiều lắm. Thì chỉ là chăm sóc mà nuôi ốc thương phẩm trong cái bể lót bạc, bể nhân tạo, bể xi măng. Con chỉ cần chú ý cái phần nước thôi. Còn quản lý thì nó nằm trong bể đó thì chúng ta quản lý dễ rồi. Không có sợ các cái loại thiên địch nó ăn. Con thấy nó đu không? Để em bắt những cái con này cho bà con xem. Đây nha bà con. Thì có một số con là nó bằng ốc em rồi, là nó vô được cái mẫu đây, con này to hơn con út của em rồi nè, bằng con út luôn nè. Thì nó vô được cái mẫu 2.000 con một ký. Đây. Khá là to. Mẫu nhỏ hơn nè, mẫu này 3.000 con. Đó. Nói chung là nuôi ốc thì nó lớn không có đều với nhau, nó đầy đủ kích thước hết. Đây, con ốc nó bóng nó đẹp, không có một chút gọi là tì vết luôn nha bà con, không một chút tì vết.
em bảo đảm luôn là không một chút tì vết luôn, em nuôi hoàn toàn bằng nước máy, một ngày thay nước một lần, không có bất kỳ một cái con gì mà nó làm chảy xước hay là ăn mòn cái con ốc cả. Đây. Có cái con này sao nó màu nó tím rịp mà. Đây. Nó màu tím tím nhìn như cái nó không tiếp xúc với ánh nắng luôn hay sao. Thì hiện tại bên em là do cái khối lượng khách hàng rất là lớn nên bên em chỉ xuất được tới cái mẫu 3 tầng à. Còn mẫu 5 tầng với mẫu 7 tầng thì hầu như là không còn nữa. 3 tầng là phải xuất hết rồi. Khách quá nhiều đi. Chung là khách hiện tại giờ con giống bên em nhận tới em hẹn tới ngày 25 tháng 4 rồi. Một tầng thì em xuất được tầm 80.000 thôi, 80.000, 60 đến 80 nên cứ nhận thì em sẽ dồn lên. Còn nếu mà khách nào bỏ thì em sẽ dồn lên thôi. Còn khách ai mà đợi được thì đợi, còn không thì em xin không tiếp. Thì cái tiêu chí của em kinh doanh là nói chung là nó không ép buộc ai hết á, thì được mua vừa bán, nói chuyện thì đàng hoàng một tí. Nhiều ông nói chuyện phức tạp quá nên em không có tiếp. Em thì nói chung là bà con có gọi thì làm việc theo cái giờ hành chính giúp em. Nhiều khi trưa tối gọi thì nó không được thoải mái cho mấy. Em cũng ít hạn chế nghe ở các cái giờ ngoài hành chính. Thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà em gửi đến bà con. Thì ở tập sau em sẽ gửi đến bà con về cái tập 2 của cái chuỗi video về đào chuyển đổi từ đất ruộng sang cái canh tác đa canh, nuôi ốc và kết hợp trồng các loại cây. Thì em cũng xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.